Tình yêu là thứ tình cảm rất đặc biệt với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Sợi dây tơ hồng của Nguyệt Lão đã kết đôi cho Nguyễn Nam và Ngọc Linh, đôi trai tài gái sắc cùng sinh ra và lớn lên tại thị trấn Thổ Tang, một thị trấn giàu có của tỉnh Vĩnh Phúc. Chàng trai trẻ mang trong mình nhiều hoài bão, hiện nay đang là người nối tiếp cơ nghiệp của gia đình cùng ông bà Loan Phong điều hành quản lý các cơ sở, cửa hàng buôn bán đồ điện các loại, nổi tiếng trong và ngoài khu vực. Nam luôn cố gắng học hỏi, rèn luyện bản thân và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình để sự nghiệp ngày càng phát triển hơn. Ngọc Linh, cô gái trẻ trung, hiện đại, xinh đẹp, luôn vui vẻ, tươi cười như hoa. Linh là đứa con ngoan trong gia đình, được bố mẹ, anh chị em cưng chiều hết mực. Tết Nguyên đán 2022 đang đến gần. Bạn bè, hàng xóm láng giềng, các bà, các mẹ, anh chị em tuy đang rất bận rộn buôn bán để kịp giao thương những chuyến hàng cho mọi miền ngày sắp Tết, nhưng vẫn dành thời gian súng xính trong những bộ áo dài, những chiếc váy thướt tha xinh đẹp để đến chúc phúc cho hai gia đình cùng đôi tân gia nhân. Sen Vàng Palace, thành phố Việt Trì, trung tâm tổ chức sự kiện, là nơi diễn ra lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ. Một không gian cưới xa hoa long trọng và lung linh dưới những chùm đèn lấp lánh, hiệu ứng ánh sáng chuyên nghiệp. Những bàn tiệc đủ các món ngon do đầu bếp hàng đầu có kinh nghiệm của nhà hàng, được trang trí bắt mắt và ngon miệng, song vẫn giữ được nét ẩm thực của quê hương. Màn dân tiệc có 102 chỉ diễn ra tại Sen Vàng Palace cũng góp phần làm buổi tiệc thêm trang trọng và độc đáo hơn.
về những câu chuyện mà đôi khi chẳng cần đến lời. Đây có lẽ là lúc tất cả mọi người có mặt tại hội trường xúc động nhất khi chú rể Nguyễn Nam đã cất tiếng hát và tiến dần về phía cổng hoa đón lấy cô dâu Ngọc Linh đang được bố dắt vào lễ đường. Ngọc Linh, cô dâu hạnh phúc nhất hôm nay đã khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Đúng như ý nghĩa của bài hát chú rể Nguyễn Nam hát tặng cô dâu Ngọc Linh. Tình yêu không phải là những lời ước hẹn xa xôi, đơn giản là đôi bạn trẻ sẽ cùng nhau tay trong tay suốt quãng đời còn lại. Sóng gió không buông, gian khổ không rời là ở những năm tháng đẹp nhất, ở một độ tuổi phù hợp nhất, cả hai nắm tay nhau cùng đi. Nhắm mắt lại và mong sao em có thể từ lúc em bên cạnh anh thấy cuộc sống ổn hơn nhiều. Nhiều lần dần gần nhau đôi chúng ta chẳng phải nói chia tay mà, và cớ sao em vẫn luôn là người thế ta. Anh cảm ơn trời chào anh người con gái tuyệt vời, chỉ muốn bên em và yêu anh đến hôn trường cưới vỡ òa hạnh phúc và cả sự bất ngờ với màn trao tặng nhẫn cưới gắn kết yêu thương, gắn kết tình cảm của Nguyễn Nam và Ngọc Linh trong không gian huyền ảo của nhà hàng Sen Vàng. Ngày hôm nay, mùng 10 tháng 1 năm 2022, trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, bạn bè gần xa. Nguyễn Nam và Ngọc Linh đang đeo lên ngón tay áp út của nhau chiếc nhẫn cưới minh chứng cho tình yêu. Những lãng hoa chúc mừng, những cây hoa hạnh phúc mà bạn bè của bố mẹ hai bên gia đình đem đến để vun trồng, nuôi dưỡng cho hạnh phúc hai bạn. Những lời chúc phúc, những món quà từ nhà hàng Sen Vàng cùng gia đình nội ngoại đôi bên đã trao cho Nam và Linh để chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Cảm ơn bố mẹ hai bên đã tận tâm, yêu thương và tác thành cho đôi bạn trẻ. Chu đáo tổ chức hôn lễ long trọng và thành công như vậy. Chúc cho Nguyễn Nam và Ngọc Linh trăm năm tình viên mãn, bạc đầu, nghĩa phu thê. We'll be right back.
đám cưới của Nguyễn Nam và Ngọc Linh càng trở nên đặc biệt ấn tượng hơn khi có sự kết hợp với những bản nhạc DJ trẻ trung, sống động, náo nhiệt cùng những món quà âm nhạc từ các ca sĩ, nghệ sĩ. Ai cũng vui hết mình cùng hòa mình vào không khí sôi động này.